Đoạn rõ phần này chưa ạ? Nào, bây giờ thầy đọc lại nhé. 3 năm nữa thì con lên 8 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Thầy có mấy lưu ý này. Thứ nhất là bài toán tính tuổi ấy, thì ta có là hiệu số tuổi của hai người thì không thay đổi theo thời gian. Người ta hỏi là sau mấy năm nữa thì tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Có nghĩa là ở đây ta muốn nói là cái tuổi ở trong tương lai, tức là tuổi sau này, tuổi lúc sau đấy. Thế thì để làm bài này chúng ta phải đi tìm gì? Hiệu số tìm tuổi con hiện nay thì bằng lấy 8 trừ 3 bằng bằng 5 tuổi, đúng không ạ? Thế thì bình thường thì các bạn phải viết thêm một câu lập luận là mỗi năm một người tăng thêm một tuổi, nên là hiệu 2 tuổi số người, hiệu 2 tuổi, hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian, nó vẫn là 30 tuổi, đúng không? Thế thì tuổi con lúc sau là một phần, thì tuổi cha lúc sau là mấy phần như thế đây ạ? Nó chính là 4 phần như thế. Thế thì bài toán trở về bài toán tìm hai số cái hiệu và tỉ số của hai số đó. Bao nhiêu bạn đã rõ đến cái bước này, comment cho thầy chữ rõ hoặc là rất rõ hay viết xuống. Rất rõ đúng không ạ? Ok. Rồi, tốt rồi. Thế tiếp theo, bây giờ bước 1 để làm trong bài toán này ta vẽ sơ đồ. Vẽ sơ đồ xong chưa? Vẽ sơ đồ xong rồi. Bước 2 ta đi tìm hiệu số phần bằng nhau. Thì ta lấy 4 này trừ 1 thì bằng 3 phần. 3 phần nó tương ứng với bao nhiêu tuổi đây? Các bạn comment cho thầy 3 phần tương ứng với bao nhiêu tuổi? Comment xuống. Bao nhiêu đây ạ? 1, 2, 3, 3 phần tương ứng với bao nhiêu tuổi đây? Thầy xem những bạn là Tuấn Kiệt, Huy Tuấn, Huy Hoàng. Huy Tuấn. Rồi, xong Ngọc, Nhật Anh, rồi Chí Vượng. Các bạn đã comment xong rồi. Tương ứng với 30 tuổi. Vậy ta sẽ tìm là tuổi con sau này nó chính là 1 phần. Ta lấy 30 chia 3 rồi nhân với 1 bằng 10 tuổi. Rõ chỗ này comment cho thầy số 8 nào. Rồi, tốt rồi. Thế tuổi con sau này nó là 10 tuổi. Khi con 10 tuổi thì tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cái thời gian là mấy năm nữa ấy? Thì ta chỉ việc lấy 10 trừ đi 10 là tuổi con sau này, trừ đi tuổi con hiện nay là 5 và kết quả bằng 5 năm. Yes, bạn rõ chỗ này thì comment cho thầy con rõ hoặc là rất rõ viết vào. Rõ rồi đúng không ạ? Các bạn thấy phần này hay chưa? Có thấy dễ hiểu không ạ? Bao nhiêu bạn thấy cái bài toán tính tuổi này mặc dù là tư duy cao nhưng đã các con đã thấy là rất là dễ hiểu, hãy comment cho thầy. Các bạn hiểu thì comment hiểu hay là dễ hiểu thì comment là dễ hiểu. Thầy sẽ gửi cái bài lên trên nhóm cho các bạn nha. Ok chưa? Còn bạn nào chưa hiểu hoặc hơi hơi hiểu thì comment cho thầy chữ K. Nếu bạn nào chưa được hiểu, Đức Hùng. Rồi không sao, Đức Hùng bạn mới vào chưa, không sao. Ngọc Nam. Đức Hùng bật micro lên con. Đức Hùng nghe được không? Nào bây giờ đầu tiên là năm nay con 8 tuổi. 3 năm nữa thì con 8 tuổi được chưa? Và kém cha 30 tuổi, hiểu chỗ này chưa? Rõ chỗ này chưa? Hùng rõ chưa? Rồi ạ. Thế bây giờ 3 năm nữa mới 8 tuổi thì hiện nay là con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Ta lấy 8 trừ 3 bằng 5 đúng không? Thế thì vâng. Hiệu số tuổi của hai người là 30 tuổi, nó có thay đổi không? Nó vẫn giữ nguyên đúng chưa? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là bài toán hiệu tỉ thôi. Tuổi con lúc sau là 1 phần, tuổi cha lúc sau là 4 phần như thế vì nó gấp 4 này. Hỏi mấy năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con đúng chưa Hồng? Rõ chỗ này chưa? Vâng. Thế thì bài toán này là bài toán lớp 4 thì mình có làm được không? Thế có phải là hiệu số phần bằng nhau là 4 trừ 3 bằng 4 trừ 1 được 3 phần không? Xong tìm tuổi con sau này là bằng 10 được chưa? Hiện nay là 5, vậy thì mấy năm nữa để bằng 10 ta chỉ việc lấy 10 trừ đi 5 thì bằng 5 năm, dễ hiểu không? Tính cao không? Đấy nha, ok. Cho thầy hỏi là các bạn đã quen với bài toán tính tuổi chưa? Quen rồi thì comment thầy chứ đã quen. Comment nhanh nha, chúng ta phải comment rất là nhanh. Bởi vì mắt chúng ta nhìn, tay chúng ta sẽ thao tác vận động và não phải luôn luôn liên luôn được suy nghĩ.
tai thì nghe, đấy là gọi là học tập đa giác quan. Đó nha. Chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ, chúng ta không có thời gian để làm việc khác. Khi chúng ta tập trung vào học thì toàn bộ cái sức lực của chúng ta sẽ tập trung vào, thì nó sẽ trở nên cái hiệu suất nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok. Nào, hôm nay thì vì bài hôm nay thì sẽ chia làm hai phần. Phần 1 thì ôn lại cái phần toán tính tuổi. Các bạn hiểu rồi gật đầu cho thầy. Rồi, phần 2 là bài toán công việc chung, công việc riêng, thì thầy cũng sẽ chỉ dạy một nửa phần thôi. Phần lý thuyết là còn bài tập thầy sẽ cho các bạn làm sau. Cho nên là thời gian để cho các bạn được tham gia game trí tuệ thầy sẽ đẩy lên phía trước. Các bạn có muốn được tham gia không ạ? Ok nha, nào. Các bạn muốn tham gia theo đội hay là tham gia cá nhân? Đội ạ. Đội. Muốn tham gia theo đội, comment chữ đội. Còn cá nhân thì comment chữ riêng. Đội. Như vậy phần lớn là các bạn thích tham gia theo đội nha. Ok. Rồi, ông sao làm cái nào cũng được. Chúng ta sẽ có 4 đội. Nào, và các bạn sẽ thầy gửi link đi thôi. Gửi link luôn nha. Thầy ơi, cái game chỉ tuyển anh nhập cái gì á thầy? Đó, các bạn bấm vào link như thế này, bấm vào link Zoom ấy, thầy đang mở rồi. Không cần đăng nhập gì cả, cứ bấm vào link là xong. Cái này buổi trước các bạn học, các bạn đã tham gia nhiều rồi. Nhớ đặt tên cho mình nha. Đã, đội cá mập đã có Đức Minh vào rồi. Ba sẽ là người vào cuối cùng. Thì Dương vào rồi. Minh 5T3. Minh 5T3 là bạn nào nhỉ? Rất là chậm. Ánh Minh rồi, Ánh Minh. Ngọc Lát có thầy ơi. Nam rồi, Lát cũng không sao, chờ chút đi. Trường hợp mà Lát quá thì thầy sẽ cho tham gia một phiên bản khác. Lát quá rồi thầy ạ. Con xin phép thầy cho con ao ra để con lấy thêm máy tính lại chứ. Bạn nào xin phép ao ra? Con để con reset máy tính chứ máy tính con bây giờ hơi lag thì ạ. Bạn tên là gì đấy? Kiên ạ. Kiên à? Không cần ao, cứ ngồi đấy rồi, không cần ao nữa nha. Vâng. Ok, đang có 17 rồi. Khẩn trương nào. Bao nhiêu bạn nữa là được thầy? À, 3 bạn nữa thôi. Nào nhanh, còn bạn nào đang chưa vào được không? Hoàng rồi, Ngân rồi, Bảo Long rồi, Minh An, Song Ngọc, Việt Nam rồi. Anh Trúc, bạn là Thảo này là Iron Room rồi mà. Tuấn Kiệt rồi, khẩn trương nào. Để tên như thế. Anh Hùng vào được chưa? Để tên như thế. Con chịu. Con nhờ mẹ bấm vào cho nha. Bấm vào là xong thôi. Ơ, cô Thảo 2 nick cho Thảo ơi. Đâu, có mỗi một nick thôi mà. Đấy, 2 tên giống nhau ấy, Iron Golem ấy. Đâu, con có cái tên chữ bò đầu tiên ấy. Bò. Đỗ rùa mà, cái thứ hai đỗ rùa mà. Thầy ơi, thầy cái tên Iron Golem đấy là con lên thầy, nãy con đăng nhập nhầm vào cái team đấy đó thầy. Nay con đăng nhập nhầm. À rồi rồi, ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đợi con tí thôi, con vào lại thầy. Phi Tuấn rồi. Cái Iron Golem là của bạn gì đây? Nhật Anh nhỉ? Dạ. Buổi sau đặt tên cho mình cho nó dễ nha, thầy còn lấy nha. Thứ hai cái sao này thì hai bạn kia cùng tin. Đội nào là cái nào là cái bỏ để thầy xóa bỏ đi. Dạ, cái ở bên team thứ chỗ này à? Thứ 4 đó thầy.
Cái ở bên đội thứ 4 đó thầy. Cái 4 là cái bỏ à? Cái ở đây bên đội thứ 4 đó thầy. Cái nào có cái sao hay không có sao? Thôi được rồi, thầy nhấp và cái có sao đó. Rồi xong rồi, nào, chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu. Lấy nào, giấy đâu, bút đâu, bút đâu. Nào nhá, đâu, chúng ta bắt đầu nhá. 3 2 1 và bắt đầu. Đội rùa đang vượt lên rồi. Thỏ cũng đang vượt lên. Cá mập đang xếp thứ ba. À, thỏ đã vượt lên rùa rồi. Rùa lại vượt lên thỏ. Năm trước. Thỏ đã vượt lên rồi. Ok, rùa lại vượt lên rồi. Thầy ơi. À, gì nhỉ? Kiểu như là vừa nãy màn hình con bị đơ đơ đơ. Con nghĩ đã hiệu ứng thôi, thế là mấy con ích thoát luôn rồi. Ờ à, thôi được, không sao, không sao nha. Đội rùa vẫn đang dẫn đầu nhưng mà cá mập đã vượt lên rồi, đẩy thỏ xuống dưới cùng rồi. Hay quá, hôm nay rất là kịch tính. Đội thỏ không hiểu sao mà làm rất là nhiều mà điểm lại ít nhỉ. Chuột nhìn cũng rất nguy hiểm đấy. Ui, cá mập lại vượt lên rồi. Chuột lại xuống dưới. Cá mập đang bứt tốp với 3.000 điểm. Khoảng cách 3.000 điểm. Đội nào sẽ vượt được cá mập đây? Chuột lại vượt lên thỏ rồi. Thỏ lại vượt lên chuột. Rất hay. Wow, cá mập vẫn đang dẫn đầu. Nhưng mà thỏ bất ngờ áp sát cá mập rồi. Rùa lại vượt lên. Rất hay. Wow, đội chuột theo xem ra cũng rất là đáng gờm đấy nha. Chuột mặc dù đang xếp thứ tư nhưng rất có thể sẽ bứt phá ở những đoạn cuối. Nhìn những cái wow, vượt lên rồi, chuột vượt lên, rất là bất ngờ. Đã lên dẫn đầu, từ thứ tư lên dẫn đầu. Không biết là đội chuột là gồm những bạn nào đây. À, cá mập lại vượt lên vị trí của chuột rồi. Lúc này thỏ đã xuống vị trí thứ tư, rùa thứ ba, chuột thứ hai và cá mập đang dẫn đầu. Chuột và cá mập liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Chưa biết là kết thúc cái game này thì đội nào sẽ là về đích, nhưng mà một cái sự gay cấn rất là hồi hộp. Thầy xong mấy con lát quá vậy thầy? Bạn đội thỏ lại vượt lên đội rùa rồi. Rùa lúc dẫn đầu bây giờ lại xuống vị trí thứ tư. Cá mập đang tạo khoảng cách khá an toàn với khoảng gần 3.000 điểm. Chuột đang áp sát phía sau. Thỏ thì một khoảng cách cũng khoảng 3.000 điểm với chuột. Bây giờ chỉ có thể là chuột sẽ cạnh tranh vị trí số 1 với cá mập rồi. Wow, thỏ đã bị đẩy xuống vị trí thứ tư rồi. Chuột rất có thể sau cái này sẽ bứt phá vươn lên.
Ok, rất tuyệt vời, đúng rồi. Thầy ơi, hôm nay mẹ con bị nạt thì Trời ơi, chuột ơi, chuột. Jerry ơi, là Jerry. Con lên chuột nào, đang con bị lên nạt đi, rồi. x2 đi. Jerry ơi, Jerry, x2 đi. Lên được top 1 thật đấy. Lên rất hay, rất hay. Còn một chút nữa thôi. Không biết là đội nào sẽ vượt lên được. Hôm nay phải nói là hôm nay có mấy cái đã bài cay khó cấn cơ và kịch ơi, tính. mau ơi là mau. Con sẽ sao cứu chuột. Xin vậy. Đang áp sát rồi, khoảng cách Chuột giờ chỉ còn là 600 điểm thôi. 600 ơi. điểm, không biết là có lội được lên rồi. Chuột đã vượt lên, rất kịch tính. Cá mập xuống thứ hai rồi. Cá mập thì chắc chắn là vị trí thứ hai rồi. Ô, cá mập lại vượt lên. Hay quá. Nào xem nào, liệu có một lần bứt phá nữa không? Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Có thêm mấy câu Đừng nói với một mình. Trời ơi, ghét đi chịu thua, ơi. cố gắng lên. Cô đào nha. Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi, cố lên. Sắp nhanh, nhanh rồi. Khoảng cách lúc này đã là 1.300 điểm. Không biết là Cố lên, 300 điểm tiếp có theo lập lại được là thế cờ không? khỏe đi ơi, Nếu mà cô lại chắc muốn chắn là một câu nữa nhưng mà là cô không thể nhầm với em là thật sự là em sẽ thắng. Đừng mà Thật sự là em sẽ Jerry. thắng bởi vì con cá mập gần hết câu rồi. Tôi cảm sai rất Con là cá mập chưa nhiều. chắc đã thắng đâu. Con chuột là chắc chắn là Để thắng, nếu mà thầy không Jerry dùng hạnh đĩa phúc chừng. nghìn điểm Các rồi. đội có vẻ Kiểu như còn phải đọc đúng câu hỏi nữa ấy. đã đứng hình rồi, không thấy tăng điểm. À, vẫn có phần tăng điểm đây nào, khẩn Ai trương. đi ơi, ai trong đội mình Ồ, vẫn tuyệt vời, vẫn đang tăng điểm. À, hay quá. Khoảng cách chỉ là 1.200, khoảng cách đã tạo khoảng cách gần 2.000 điểm rồi, 1.800 điểm rồi, hết ơi, ra. Chọn bừa Ôi có bây rồi, giờ mà thầy tuyệt để thêm thời gian thì vời. con chuột nó Xin sẽ chúc mừng các bạn sau. Bạn thắng Túc Ngân. thầy ơi, cho em điểm cá À, nhân đi, chắc chắn em đứng cuối. bạn Thảo Ngân, Hà Ngọc Long, Khánh Nam Tớ là luôn chẳng không thấy thứ nhìn ba. gì thế ạ. Ui, bạn nào lại bôi xóa này? Thầy, em có thấy cái gì đâu. Điểm cá nhân đấy thầy. À, như các bạn khám phá ra thêm một một cái thế giới vẽ rồi. Lại vẽ đưa lên cái mặt kìa. Tắt cái vẽ luôn đi. Thầy tắt vẽ luôn đi thôi nhanh. Thì kiểu tắt vẽ luôn. Tu 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 tu. Ok. Đội dẫn đầu là Đức Minh, Kiệt Lion, Hoàng, Bảo Ngọc và hai bạn Kiệt. Nói chung là Kiệt này, đội Kiệt này kinh đấy. Có xem xếp hạng cá nhân không? Rồi, kiệt mà trung Hôm đội nay Kiệt dẫn đầu, Thanh Trúc số 2, thầy Nam học Khánh số phong 3, thưởng tôi nghỉ sớm ấy. Thảo số 4, Đức Minh số 5, Nam số 6. Ok rồi, rất tuyệt vời.
Các bạn thấy Vậy có bạn nào đúng cái hết phần hôm 100% không nay thầy? kịch tính không? Có bạn nào đúng hết 100% không thầy? Không, hôm nay có bạn Kiệt. Câu Kiệt đúng 100%. Tuấn Tuấn Kiệt hay là Lê Kiệt Lion à? Cái Kiệt mà Kiệt Lion thì xếp số 7, còn Kiệt không thì xếp số 1. Kiệt không là ai? Yeah, thầy ơi, thầy gửi cái bảng xếp hạng riêng cho mẹ con được không? Lion là Kiệt Lion là Lê Kiệt à? Vâng. Ok rồi. Đấy, Tuấn Kiệt thấy tập trung cái nó khác đúng không Tuấn Kiệt? Vâng. Đấy, thầy bảo rồi mà học cứ Tuấn tập Kiệt trung hồi trước được khác ngay. Ở trên trung tâm thi tổng hợp và nhưng mà thực ra cái bài đấy thực ra là mình chỉ cần tính, mình chỉ cần phơ, mình chỉ cần lại trừ thôi, cái bài này không cần phải tính nhắc như gì. Hay hay, ý là cái lúc đó là cái lúc cuối là bị mấy con nó bị cái gì mà màn hình con nó che đen hết không làm gì luôn. Kiệt là nhất rồi. Kiệt là nhất. Che đen à. Ok rồi, thôi được rồi nha. Hồi trước trên trung tâm bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài học ngày hôm nay là công việc chung và công việc riêng. Phần này có thể nói là phần toán, một trong những dạng bài toán khó nhất mà học sinh thường hay gặp. Và cái phần này là thi vào lớp 6 nó hay có lắm. Cái bài toán công việc chung, công việc riêng này. Nhắc lại cho thầy tên bài học, xin mời bạn Kiên nào. Con thưa thầy, chuyên đề công việc chung, công việc riêng. Xin mời bạn Phương Thảo. Con thưa thầy, chuyên đề công việc chung, công việc riêng. Bạn Song Ngọc. Thưa cô, em thưa thầy là chuyên đề công việc chung và công việc riêng ạ. Nào, cái bài học này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần ví dụ thứ nhất nào. Đọc cho thầy ví dụ thứ nhất, xin mời bạn mời bạn Ánh Mình. Em thưa thầy, ví dụ 1, trong 1 giờ người thợ làm xong 1/3 công việc, tính thời gian người thợ làm xong công việc đó ạ. Đọc lại Nhật Anh, các bạn viết vào vở đây. Trong 1 giờ người thợ làm xong 1/3 công việc, tính thời gian người thợ làm xong công việc đó. Mời Thùy Dương đọc lại. Con đây để con đọc. Trong 1 giờ người thợ làm xong 1/3 công việc, tính thời gian người thợ làm xong công việc đó. Mời bạn Đức Hùng bật camera lên. Thầy không ghi nhận cái việc tắt camera. Nếu mà không muốn học thì bảo thầy, thầy sẽ cho phép được rời ra khỏi lớp. Bởi vì học mà không tập trung thì không ai có thể giúp cho các bạn tiến bộ được cả. Đức Hùng rõ chưa? Rõ, gật đầu với thầy. Tập trung rồi nhá. Nào, bây giờ ta có rồi. Bạn Huy Hoàng thì camera hỏng xin phép rồi. Trong 1 giờ thì người thợ làm xong 1/3 công việc. Hỏi là thời gian người thợ đó làm xong công việc đó trong mấy giờ? Thì các bạn comment thầy nào, kết quả bao nhiêu ạ? Đây. À, 1 giờ thì làm được 1/3 công việc. Vậy thời gian để làm xong công việc đó thì chính là 3 giờ. Nhưng mà làm thế nào để ra được 3 giờ? Thì nó sẽ có như thế này. Thầy ví dụ này. Đây là toàn bộ công việc đúng không ạ? Trong 1 giờ thì làm được 1/3. Đây là 1 giờ. Vậy thời gian làm được cái này thì ta chỉ việc lấy 1 chia cho 1/3. Hay nó chính bằng 1 nhân với 3/1 thì bằng 3 giờ. Hiểu phần này chưa? Em thưa thầy. Là thời gian người thợ làm xong công việc đó, ta sẽ lấy 1 chia 1/3 bằng 3 giờ, đa số 3 giờ. Yes, bạn rõ phần này chứ? Đây là phần cơ bản nhất. Tất nhiên là nó không khó nhưng nó cũng không dễ. Nếu các bạn không biết cách làm thì nó sẽ không hiểu được là phải làm thế nào để ra. Đọc cho thầy phần lời giải, xin mời bạn Kiên.
Chuyên con thưa thầy, bài giải thời gian người thợ làm xong công việc đó là 1 chia cho 1 phần 3 bằng 3 giờ đáp số 3 giờ. Xin mời bạn Đức Hồng. Con thưa thầy, con đọc bài. Bài giải thời gian người thợ làm xong công việc đó là 1 chia cho 1 phần 3 bằng 3 giờ đáp số 3 giờ. Xin mời bạn. Em thưa thầy, Trang Thị Sinh. Ngọc Nam. Bài giải thời gian người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 1 phần 3 bằng 3 giờ đáp số 3 giờ. Ok. Bạn viết xong thì comment cho thầy chữ xong. Còn bạn cần thêm thời gian để viết thì comment cho thầy chữ T. Thì Dương đang viết, cứ viết tiếp đi. Huy Tuấn đọc lại cho thầy phần lời giải. Con thầy, con đọc. Thời gian người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 1 phần 3 bằng 3 giờ đáp số 3 giờ. Ok. Cái bài toán công việc chung, công việc riêng ấy thì nó không chỉ là nói về công việc mà nó có thể là ở trạng thái là gì ạ? Bạn Minh An chỉnh cái camera thấp xuống cho thầy nhìn thấy mặt. Thầy chỉ nhìn thấy mũi tóc thôi chưa được. Con chỉnh cái màn hình laptop cho nó nghiêng tí để thầy nhìn thấy mặt con. Minh An đọc lại cho thầy phần bài giải. Bài giải thời gian người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 1 phần 3 bằng 3 giờ đáp số 3 giờ. Ok, được chưa? Phần này được chưa các con? Nào bây giờ thì chúng ta sẽ thử ví dụ nha. Ví dụ tất cả comment cho thầy nhớ là comment cả phép tính và kết quả. Sẵn sàng chưa? Nào, bây giờ comment cho thầy nào. Đấy, một người. Người thợ làm trong một giờ được 1/5 công việc. Hỏi người thợ đó làm xong công việc trong mấy giờ? Comment phép tính và kết quả. Thầy sẽ đọc. Phải comment phép tính. Thầy đọc những bạn đã comment phép tính. Nhanh quá. Huy Tuấn số 1, Huy Hoàng số 2, Thái Bảo Ngọc số 3, Minh An số 4, Kiên số 5, Nam Khánh số 6, Khánh Nam số 7, Song Ngọc số 8, Bảo Ngọc số 9, Đức Minh số 10, Tuấn Kiệt 11, Thanh Trúc 12, Vượng 13, Ánh Minh 14, Thùy Dương 15, Bảo Ngân 16. Rất tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Rồi, các bạn đã trả lời đúng và kết quả ta chỉ việc lấy 1 chia cho 1/5. 1/5 viết như này nhá, bằng 5 giờ. Yes, dễ chưa? Nào, bây giờ hãy tính cho thầy bài sau. Bây giờ là một người thợ thì làm xong công việc đó trong 1 giờ, nó không phải là 1/5, thầy bỏ này đi. Mà nó bằng 1/8 công việc, tính thời gian. Đó. Tính thời gian người thợ làm xong công việc đó trong mấy giờ. Ok, rất nhanh, các bạn đã rất nhanh. Lần này thì vẫn là Huy Tuấn số 1, Huy Hoàng số 2, Tuấn Kiệt số 3, Bảo Ngọc số 4, Song Ngọc số 5, Bảo Ngân số 6, Kim Ngọc số 7, Nam Khánh số 8, Thùy Dương số 9, Ngọc Nam số 10, Ánh Minh 11, Minh Ánh, Ánh Minh 11, Thảo 12, Kiên 13, Khánh Nam 14, Bảo Long 15, Thượng 16. Kiệt thay cái tên đi, Tuấn Kiệt đây. Quất đi lo mà làm. Rồi, tiếp theo. Thùy Linh, bạn Bảo Ngân thay thành Bảo Ngân nhá. Không thầy cứ... Thầy ơi thầy, cái phần chat của con nó bị lỗi sao á. Nó không có đánh số được, mãi mới đánh được một số thầy. Nó bị lỗi. Đúng rồi. Nào, tiếp tục nha, các bạn đã hiểu cái này chưa? Bây giờ nâng cao cái mức tư duy lên thì có sẵn sàng không? Có. Một người thợ nào sẵn sàng comment nha, thầy sẽ đọc tên rất là nhanh nhỉ. Thôi bây giờ thầy sẽ đọc thôi.
và thầy chỉ viết nào, một người thợ trong một giờ làm được 2/5 công việc, hỏi tính thời gian người thợ đó, người thợ làm xong công việc đó 2/5 bằng mấy? Nhân răng. Nào, hãy comment. Rất tuyệt vời. Thầy đang thấy có những bạn đang. Rồi, nào. Wow, rất là nhanh. Ờ, nhưng mà sao lại là bằng 10 giờ được nhỉ? Thảo, số 1. Thế 10 giờ đó thầy. Chỉ có duy nhất Phương Thảo làm đúng là sao? Như vậy là các bạn lâu rồi không để ý cái kỹ năng về phần chia số, phân số đúng không ạ? Thì thời gian người thợ làm xong công việc đó ta lấy 1 này, chia cho 2/5. Chia cho 2/5 tức là ta lấy 1 nhân 5/2. Và kết quả bằng 5/2, hay không? Nhớ chưa? Đã nhớ lại chưa? Rồi. Đấy. Điều chỉnh một cái là các bạn có thể sẽ bị vướng ngay. Bao nhiêu bạn đã hiểu chỗ này, comment cho thầy chưa hiểu hay là rất hiểu thì viết rất hiểu. Bây giờ cho bài khác làm đúng không? Làm nha. Bây giờ là một người thợ làm xong công việc. À, nó không phải là trong một giờ, không phải là 2/5 nữa, mà nó làm được 3/7 công việc. Phải tính thời gian người thợ làm xong công việc đó và comment kết quả của mình, cứ phép tính nha, phép tính và kết quả xuống phần ô chat. Comment. Wow, lần này thì các bạn đã làm rất là nhanh. Bạn Phương Thảo số 1, Song Ngọc kiểm tra lại, Đức Minh số 2, Ánh Minh kiểm tra lại, Tuấn Kiệt, Lê Tuấn Kiệt số 3, Huy Hoàng số 4, Nguyễn Kim Bảo Ngọc kiểm tra lại, Kiên số 5, Huy Tuấn số 6, Bảo Ngân số 7, Thùy Dương số 8, Thái Bảo Ngọc số 9, Ngọc Nam số 10, Khánh Nam 11, Vượng 12, Đức Hùng 13. Như Đức Hùng thừa mất một chữ A. Minh An 14, Thanh Trúc 15 và Nam Khánh 16, Bảo Long 17, Nguyễn Kim Bảo Ngọc 18, Nhật Anh 19. Yes, tuyệt vời. Cho thầy hỏi các bạn đã hiểu chưa ạ? Thì luôn luôn ta sẽ chọn đơn vị là 1, chia cho 3/7. Thì chia cho 3/7 thì ta chỉ việc lấy nhân với 7/3 bằng 1 nhân 7/3. Và bằng 7/3 giờ. Hay là rất hay ạ. Đã rõ ràng chưa? Đã rõ chưa? Bao nhiêu bạn đã rất rõ thì comment cho thầy là rất rõ. Thêm một ý nữa nha. Để chúng ta thực sự quen phần này đi. Đấy, phần này trông vậy thôi nhưng nó là toán nâng cao. Nếu chúng ta mà không làm được chỗ này thì chúng ta sẽ không thể làm được bài phần khó hơn nào. Một người thợ làm trong một giờ thì được 2/9 công việc. Tính thời gian người thợ làm xong công việc đó, comment phép tính và kết quả. Lần này thì các bạn đã làm rất là nhanh. Xin chúc mừng bạn Thái Bảo Ngọc, Ánh Minh, Song Ngọc số 3, Tuấn Kiệt số 4, Thảo số 5, Đức Minh số 6, Huy Tuấn số 7, Minh An số 8, Huy Hoàng số 9, Nam Khánh số 10, Thanh Trúc 11, Thùy Dương 12, Vượng 13, Bảo Ngọc 14 và Bảo Ngân 15, Tuấn Kiệt 16, Nam Khánh 17. Rất tuyệt vời. Có một điều như thế này, các bạn có biết không? Có những bạn, bạn đã comment rất nhanh, các bạn có biết là các bạn đã dùng cái gì không? Cái kỹ thuật gì không? Là ghi một chia. Các bạn thử đoán xem. Có những bạn làm rất là nhanh. Không phải là các bạn đó tính nhanh đâu, mà các bạn nên dùng cái phương pháp là suy đoán, dùng quan sát. Khi thầy đọc, các bạn đã comment sẵn rồi, chỉ cần thầy bảo comment là bạn enter rồi, hiểu không?
Đó, ngày xưa thầy đã từng đi làm, thầy cũng có một năm là năm đầu tiên thì thầy thi, thầy không phải là thầy đi thi đỗ ngay đại học đâu nhá. Thầy năm đầu tiên thầy cũng bị thi trượt đại học, ngày xưa thi đại học khó lắm không như bây giờ. Và thầy phải đi vào trong Sài Gòn để làm công việc là gì biết không? Là sách xô vác xi ấy, là làm thợ xây ấy. Đó. Đó, nhưng mà thầy luôn luôn có một cái ước muốn, một cái khát khao là sẽ phải vào được đại học. Và thầy đã trở về năm thứ hai thầy thi đỗ cả hai trường luôn. Tuyệt vời không các con? Đó. Thế thì trở lại cái câu chuyện này. Vào đó thầy khi thầy làm việc ấy, thì thầy được một cái bác gọi là bác trưởng ở cái công trình ấy. Bác rất khen thầy ở một cái điểm này này. Là khi bác ấy cần một cái gì đó thì ngay lập tức trên tay thầy đã giúp cho bác có rồi. Ví dụ như bác bảo cần có một cái thước thì đã có thước rồi. Cần có một cái bay đã có cái bay rồi. Cần có một cái bất kể cái gì có. Thì cái điều đó có được là cái sự quan sát. Bạn hiểu không ạ? Yes, bạn hiểu điều thầy nói chứ. Thế thì cái này... Thầy nó... ơi! Thầy đây. Cái bay là cái gì vậy thầy? À, cái dụng cụ để xây. Để chát nha. Thế thì trở lại cái câu chuyện này. Cái này nó không phải tự nhiên mà có đâu. Chúng ta hãy thử để thấy tập này. Khi mà chúng ta tập quan sát xem mọi người cần những cái gì thì chúng ta cung cấp cho họ cái đó. Hay như bố mẹ chúng ta, ví dụ như mọi người thấy bố mẹ chúng ta đang rửa bát, đang nấu ăn đúng không? Chúng ta thấy là họ chuẩn bị cần một cái điều đó mà chúng ta giúp đỡ được thì chúng ta sẽ rèn cái khả năng quan sát. Hay không? Cái thành công của con người ấy không phải là nằm ở kiến thức đâu nhá. Kiến thức nó chỉ là một phần thôi. Mà nó gọi là năng lực hành động. Hãy comment xuống cho thầy cái từ khóa là năng lực hành động. Năng lực hành động. Và cái năng lực hành động này nó mới quyết định đến cái việc thành công hay là thất bại. Có rất nhiều người học tốt là quan trọng rồi. Nhưng không có năng lực hành động, không có năng lực quan sát thì ra ngoài đời làm ăn cũng rất là khó khăn. Nếu mà chúng ta học, ta học cách năng lực hành động, ta quan sát xem là chuẩn bị cái công việc tiếp theo của chúng ta là gì thì chúng ta rèn ngay từ nhỏ này để lớn lên chúng ta sẽ rất dễ dàng thành công. Yes, bạn hiểu điều này chưa? Hiểu comment cho thầy chữ hiểu nào. Rồi nhá. Thế thì trong quá trình thầy dạy ấy, thì thầy sẽ có những câu hỏi mà các bạn phải đoán xem là thầy hỏi cái gì thì chắc chắn bạn sẽ làm được, hay không? Thì đó thì mình mới tư duy. Chứ nếu không chờ thầy hỏi rồi thì bạn khác đã comment xong rồi, mà khi đó thì mình sẽ bị một cái trạng thái là mình bị đi sau. Mà mình đi sau thì mình sẽ cảm thấy là gì ạ? Cảm thấy tệ đúng không? Yes, hiểu được chứ ạ? Nhưng mà khi mà thầy chuẩn bị comment là thầy chỉ phải đọc thì các bạn đã comment sẵn rồi thì câu chuyện khác đúng không? Nào chúng ta đã sẵn sàng để đến với thử thách tiếp theo chưa? Dạ, có phải cái này cái bay thầy đúng không thầy? Sao con? Cái trong chat là cái bay đúng không thầy? À đúng rồi, chat là cái bay. Ok. Rồi. Không phải cô giáo của em, cô giáo ra lấy luôn cái bay cho cả lớp xem. Ừ, rồi, ok, đây, cái bay đây. Này. Cái bay là cái dùng để chết xi măng đúng không thầy? Sao con? À đúng rồi. Con biết cái này. Cái bay là con bay. Đây này, cái bay là cái này này. Nhìn thấy chưa? Còn đây là cái để bàn xoa này. Đấy, cái bay đó. Toàn, cái này ở trên phần con toàn dùng xúc đất thôi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần ví dụ tiếp theo. Ví dụ 2. Đọc cho thầy ví dụ số 2. Xin mời bạn Ngọc Nam nào. Ví dụ 2. Trong 1 giờ hai người làm được 2/5 công việc. Tính thời gian để hai người làm xong công việc đó. Ok rồi, tốt rồi. Các bạn viết phần này vào. Thôi không cần viết đâu, không cần viết nữa nha. Ui trời, comment, comment phép tính vào kết quả. Hãy comment nhanh. Đấy, bạn thầy thấy không? Có bạn thấy không? Có những bạn đã biết thầy sẽ hỏi gì và đã comment sẵn phép tính và kết quả rồi. Đấy, bạn Song Ngọc rất là ứng dụng rất nhanh. Gì vậy? Nó chưa kịp phản ứng. Ngọc Ngọc, tốt. Bạn
Khánh Nam, Gia Tốt, Tiên, Tuấn Kiệt, Huy Hoàng. Ok, 100% các bạn đã trả lời đúng và cũng làm rất là nhanh. Rồi, phần này xong dễ rồi nhá. Đây, bây giờ cái bài tư duy nâng cao này. Tư duy nâng cao. Ví dụ 3, đọc cho thầy ví dụ số 3. Xin mời bạn. À, mời bạn Huy Hoàng. Huy Hoàng sửa được cam gì ạ? Vâng, ngày em sửa. Ừ, con đọc cho thầy nào. Em bây giờ em đọc ví dụ 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thợ thứ nhất làm một mình thì hoàn thành xong công việc trong 4 giờ. Người thợ thứ hai làm một mình hoàn thành công việc trong 6 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hoàn thành hết công việc bao nhiêu thời gian? Nào, bây giờ các bạn hãy đoán xem. Rất tuyệt vời. Thế này là thầy thấy các bạn đã tốt nghiệp được rồi đấy. Đúng kiểu cái này như với bạn nhìn trong sách con đảm bảo luôn. Rất xuất sắc. 100% nhìn trong sách thế ạ. Ở đây một số bạn đã trả lời đúng thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là các bạn đã đọc tài liệu để nghiên cứu tài liệu. Thứ hai là các bạn đã được học ở đâu đó hoặc là được xem các cái video của thầy hoặc là học ở đâu đó trên lớp. Sẽ có nhiều bạn trả lời là 6 trừ 4 thì bằng 2 giờ. Có một số bạn thì sẽ làm là 6 cộng 4 xong chia đều ra thì bằng 5 giờ. Nhưng tất cả cái phần đó nó chưa phải là câu trả lời. Chúng ta sẽ làm như sau. Học cậu không làm. Nào, các bạn hãy chú ý lên đây. Đây là bài toán công việc chung và công việc riêng. Có nghĩa là thế nào? Người thứ nhất mà làm riêng thì xong hoàn thành trong 4 giờ. Người thứ hai mà làm riêng thì hoàn thành trong 6 giờ. Người ta hỏi là hai người cùng làm thì hoàn thành trong bao nhiêu? Thế có nghĩa là làm chung thì trong bao nhiêu? Bao nhiêu bạn đã hiểu cái yêu cầu của bài, hiểu yêu cầu nhá, chưa phải là hiểu cách làm thì comment cho thầy chứ hiểu hoặc là đã hiểu viết xuống. Hiểu yêu cầu đấy nha. Rồi, tốt rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn làm nhé. Ở đây ta thấy là người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ thì hoàn thành công việc trong 4 giờ. Thì ta sẽ tìm là trong 1 giờ người thợ thứ nhất sẽ làm được. Số phần công việc là thì ta lấy bao nhiêu ạ? 1 chia cho 4 thì bằng 1 phần 4 công việc. Ở đây các bạn lưu ý ta sẽ chọn công việc là đơn vị. Yes, đó chưa? Thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm là trong 1 giờ thì người thợ thứ hai sẽ hoàn thành được bao nhiêu phần của công việc. Ta chỉ phải lấy 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. Yes, rõ chỗ này gật đầu cho thầy nào. Rõ cái phần này gật đầu. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với phần số 3 là bây giờ là 1 giờ thì người thợ thứ nhất làm được 1 phần 6. 1 giờ người thợ thứ hai làm được. Thầy nói lại, 1 giờ thì một người thợ thứ nhất làm được 1 phần 4 công việc. Người thợ thứ hai làm được 1 phần 6 công việc. Bây giờ ta tìm xem là trong 1 giờ cả hai người cùng làm thì làm được bao nhiêu phần của công việc. Thì ta chỉ việc lấy 1 phần 6, 1 phần 4 cộng 1 phần 6. Và kết quả bao nhiêu ạ? Thế bằng 5 phần 12 công việc. Cái chỗ này ta phải làm ra nháp nhé. Thì ta mới tính được ra. Còn các bạn quy đồng này, đây là 46 thì mẫu số chung là 12 đúng không? 12 chia 6 bằng 2. 12 chia 4 bằng 3. Nhân chéo đây. Nhân chéo đây thì ta có thể là đây là 2, 2 cộng 3 thì bằng 5 giờ, 5 phần 12 công việc. Yes, rõ chưa? Thế thì trong 1 giờ cả hai người làm được 5 phần 12 công việc thì thời gian người thợ làm xong công việc đó thì sẽ là cả hai người cùng làm xong công việc đó, ta sẽ lấy là 1 chia cho 5 phần 12 và kết quả bằng 12 phần 5 giờ. Yes, hoặc bạn nào nói là 2,4 giờ thì cũng đúng. Xin chúc mừng các bạn có kết quả bằng 12 phần 5 giờ hoặc là 2,4 giờ. Đó. Được chưa? Cho thầy hỏi là bao nhiêu số các bạn đã rõ bài này thì comment cho thầy chữ rõ hoặc là rất rõ thì viết cho thầy là còn rất rõ. Bạn nào hơi hơi hoặc chưa được rõ lắm thì comment cho thầy chữ K nào. Cái phần này không đánh giá đâu nhé.
chưa rõ thì để thầy hướng dẫn cho rõ, chứ không phải là mình comment chữ K là mình kém rồi nha. Thậm chí là mình không hiểu, mình nói là mình không hiểu thì còn tốt hơn là mình không hiểu mà mình nói là hiểu. Ok rồi, xin mời bạn Bảo Ngân bật micro lên. Alo Bảo Ngân. Bảo Ngân chưa hiểu phần nào con? Chưa hiểu ý nào? Ngân nói to lên, thầy chưa nghe rõ. Rồi, mic của Bảo Ngân không nghe được rồi. Các bạn có nghe được Bảo Ngân không? Nghe không. Đó. Thôi được rồi, Bảo Ngân không nghe được, không nói được cái mic thì bảo mẹ kiểm tra lại mic cho thầy nha. Xin mời bạn. Mời bạn khác nào, mời bạn Bảo Nam nào, bạn Ngọc Nam nào. Ngọc Nam bật mic lên. À. Trong 1, 2, 3, 4 bước giải này con chưa rõ bước nào? Bước 1 rõ chưa? Rồi. À, bước 1 là 1 giờ thì người thứ nhất làm được 1 phần 4 công việc rõ rồi đúng không? Thế bây giờ trong 1 giờ người thứ hai làm được 1 phần 6 công việc rõ chưa? Rồi. Tiếp tục là trong 1 giờ thì cả hai người làm được thì ta cộng hai cái trên này ra bằng 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12 rõ chưa? Rồi. Ok, tiếp tục. Thế bây giờ thời gian để làm xong ta chỉ việc lấy 1. Lúc nay mình thầy dạy cho các con làm thời gian làm xong ta chỉ việc lấy 1 chia cho 5 phần 12 đúng không? Và bằng nhân đảo ngược lên bằng 12 phần 5 giờ, rõ chưa? Vâng. Đó, và đổi 12 phần 5 giờ thì cái này thì kiến thức về thời gian thì bằng 2,4 giờ, rõ chưa? 12 chia 5 bằng 2,4 đó, đáp số 2,4 giờ. Vâng. Thế hiểu không? Rõ. Đó, tốt nha. Bao nhiêu bạn đã rõ phần này hoặc rất rõ rồi gật đầu thầy nào? Ok. Rồi được rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao với thời gian là 3 phút đi uống nước và vệ sinh. Và các bạn khác thì sau đó thì chép bài vào nhé. Chúng ta sẽ có 3 phút. À, bây giờ là theo đồng hồ của thầy là 8:52. 8:55 chúng ta sẽ quay trở lại. À, chúng ta đang ngồi rất là nhiều rồi, cùng nhau đứng lên. Tất cả đứng lên. Xin mời các bạn cùng đứng lên nào. Nào, giơ tay phía trước, thì lắc lắc nào. Đứng lên, một số bạn chưa đứng, nào. Nào, lắc phía trước, giơ cao tay lên trời, Thảo giơ cao tay lên. Vươn người lên, Hùng giơ cao tay lên, vươn người kiễng chân lên. Vươn người lớn lên. Ok rồi, nghiêng người sang bên trái, nói ồ. Thảo nghiêng bên trái nào, nghiêng người sang bên phải, nói à. Cúi người xuống, tay chạm đất và nói u, thẳng lưng. Rồi. Đặt tay vào hông, ngả người ra sau hết cỡ, khuỵu chân, nói ê. Rồi, vỗ tay. Rồi, được rồi. Thư giãn chưa? Thẳng khoái hơn chưa? Nào, chúng ta lại tiếp tục. Đọc cho thầy phần lời giải. Xin mời bạn Thùy Dương nào. Vâng, đây này con đọc. Trong 1 giờ người thợ thứ nhất hoàn thành được 1 chia 4 là 1 phần 4 công việc. Trong 1 giờ người thợ thứ hai hoàn thành được 1 chia 6 và 1 phần 6 công việc. Trong 1 giờ cả hai người làm được số phần công việc là 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12 công việc. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1 chia 5 phần 12 bằng 12 phần 5 giờ, rồi 12 phần 5 giờ bằng 2,4 giờ, đáp số 2,4 giờ. Được rồi, xin mời bạn khác nào. Tông Ngọc, đọc cho thầy. Trong 1 giờ người thợ thứ nhất hoàn thành được 1 chia 1 phần 4, 1 chia 4 bằng 1 phần 4 công việc. Trong 1 giờ người thợ thứ hai hoàn thành được 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. Trong 1 giờ cả hai người làm được số phần công việc là 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1 chia 5 phần 12 bằng 12 phần 5 giờ. Đổi 12 phần 5 giờ bằng
2,4 giờ, đáp số 2,4 giờ ạ. Xin mời bạn Đức Hùng. Thưa thầy, con đọc bài, bài giải. Trong 1 giờ, người thợ thứ nhất hoàn thành được 1/4 bằng 1/4 công việc. Trong 1 giờ, người thợ thứ hai làm được 1/6 bằng 1/6 công việc. Trong 1 giờ, cả hai người làm được số phần công việc là 1/4 cộng 1/6 bằng 5/12 công việc. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1/5/12 bằng 12/5 giờ. Đổi 12/5 giờ bằng 2,4 giờ. Đáp số 2,4 giờ. Ok. Bạn viết về đây ạ. Bạn viết xong thì comment cho thầy chữ X hoặc chữ xong. Thì thầy cũng chụp lại gửi lên Zalo không? Giờ các bạn muốn chụp thầy sẽ chụp cho. Thầy chụp đi. Xin mời bạn khác đọc lại cho thầy nào. Nguyễn Kim Bảo Ngọc. Dạ thưa thầy, con đọc bài giải. Trong 1 giờ, người thứ nhất hoàn thành được 1/4 bằng 1/4 công việc. Trong 1 giờ, người thứ hai hoàn thành được 1/6 bằng 1/6 công việc. Trong 1 giờ, cả hai người làm được số phần công việc là 1/4 cộng 1/6 bằng 5/12 công việc. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1/5/12 bằng 12/5 giờ. Đổi 12/5 giờ bằng 2,4 giờ. Đáp số 2,4 giờ. Xin mời bạn Phương Thảo nào. Phương Thảo đâu? Thầy đang chưa nhìn thấy hình ảnh Phương Thảo, chỉ nhìn mặt trăng thôi. Con thưa thầy, bài giải trong 1 giờ, người thợ thứ nhất hoàn thành được 1/4 bằng 1/4 công việc. Trong 1 giờ, người thợ thứ hai hoàn thành được 1/6 bằng 1/6 công việc. Trong 1 giờ, cả hai người làm được số phần công việc là 1/4 cộng 1/6 bằng 5/12. Thời gian để hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1/5/12 bằng 12/5 giờ. Đổi 12/5 giờ bằng 2,4 giờ. Đáp số 2,4 giờ. Ok, các bạn viết vào đi ạ. Thầy đang thấy một số bạn là đã viết xong, nhưng một số bạn thì chưa viết xong. Nhưng mà còn một số bạn thì chưa viết xong mà vẫn chưa viết. Sao đây bạn Ánh Minh? Có điều gì không còn? Ánh Minh đọc lại cho thầy. Nước thầy, bài giải trong 1 giờ, người thợ thứ nhất hoàn thành được là 1/4 bằng 1/4 công việc. Trong 1 giờ, người thứ hai hoàn thành là 1/6 bằng 1/6 công việc. Cả hai trong 1 giờ, cả hai người làm được số công việc là 1/4 cộng 1/6 bằng 5/12 công việc. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1/5/12 bằng 12 giờ bằng 2/4 giờ ạ. Ok, bao nhiêu bạn đã hiểu cái dạng này rồi hoặc là rất hiểu thì comment cho thầy rất hiểu, còn hiểu comment là hiểu. Ok, rồi, rất hiểu rồi.
Tốt rồi nha, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ nữa thì các bạn không cần chép. Ví dụ nữa thầy sẽ hướng dẫn rồi. Còn bạn nào hơi hoặc chưa hiểu phần này không? Hiểu hết chưa? Đức Hùng hiểu chưa? Đức Hùng hiểu chưa con? Song Ngọc hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Đức Hùng hiểu chưa? Đức Hùng đâu nhỉ? Đức Hùng hiểu chưa con? À. Ok được rồi. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ, đây là người ta cho công việc chung, à, cho công việc riêng, tìm công việc chung đúng không? Nào gần đầu thầy. Thế còn người ta cho công việc chung, việc tìm công việc riêng thì làm thế nào? Thì hãy đến với ví dụ số 4. Phần này không cần viết. Đọc đề bài cho thầy. Xin mời bạn Lê Tuấn Kiệt. Ví dụ 4, hai người cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong nếu một mình người thợ cả làm thì phải làm 8 giờ mới xong. Hỏi người thợ thứ hai làm một mình sau bao lâu sẽ xong công việc đó? Xin mời bạn Tư Minh. Con ơn thầy, là hai người cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thợ cả làm thì phải làm 8 giờ mới xong. Hỏi người thợ thứ hai làm một mình sau bao lâu sẽ xong công việc đó? Nào, bây giờ các bạn sẽ chú ý đây. 3/40. Nào, chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đầu tiên, chúng ta quy ước toàn bộ công việc là đơn vị, được chưa? Rõ chỗ này gật đầu với thầy. Thì ta sẽ có là trong 1 giờ cả hai người làm được. Bây giờ hai người cùng làm thì trong 8 giờ đúng không? Thì ta sẽ có là 1. Đây, hai người cùng làm thì trong 5 giờ sẽ xong. Người ta lấy 1 trên 5 bằng 1/5 công việc. Chỗ này được chưa? Hiểu chỗ này gật đầu với thầy. Tiếp theo, đấy là một mình người thợ cả, là người thợ thứ nhất ấy, làm thì phải mất 8 giờ. Vậy thì trong 1 giờ người thợ cả làm được. Con biết thế nào là thợ cả không? Thợ cả là cái người đứng đầu ấy, gọi thợ cả. Hiểu gần đầu với thầy. Giống như đội trưởng ấy nhá. Thì ta lấy 1 chia 8 bằng 1/8 công việc. Thế 2 người thì làm là bằng 1 giờ thì được 1/5 công việc, thì về người thợ thứ nhất là làm được 1/8 công việc trong 1 giờ, thì trong 1 giờ người thợ thứ hai sẽ làm được, ta lấy 1/5 trừ 1/8 thì bằng 3/40 công việc, được chưa? 3/40 công việc là trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được. Vậy thì người thợ thứ hai làm xong công việc đó, ta chỉ việc lấy 1 chia cho 3/40 bằng 40/3 giờ. Và kết quả sẽ bằng, đổi 40/3 sẽ bằng 13 giờ 20 phút. Hiểu chưa? Hoặc để 40/3 giờ vẫn là đúng nha. Chúc mừng các bạn có kết quả là bằng 13 giờ 20 phút hoặc là 40/3 giờ. Ok chưa? Các bạn đã thấy hiểu phần này chưa? Dễ hiểu chưa? Từ công việc chung ta suy ra công việc riêng, hoặc từ công việc riêng suy ra công việc chung. Yes, rõ rồi, gật đầu với thầy nào, gật đầu. Ok. Cái bài này có bạn nào còn hơi hoặc chưa rõ không ạ? Không ạ. Nếu chưa rõ thì comment chữ K. Rõ rồi thì comment chữ R, chữ rõ. Hoặc là siêu rõ thì comment siêu rõ thầy. Ok nào, xin mời Song Ngọc bật micro lên. Song Ngọc cho thầy biết là đề bài, con đã rõ đề bài chưa? Con cũng khá là rõ đề bài. Không được khá, rõ là rõ, mà chưa rõ là chưa rõ đề bài. Hai người cùng làm chung thì xong trong 5 giờ, rõ chưa? Đúng ạ. Thế bây giờ nếu một mình người thợ cả làm thì một người gọi là người thợ thứ nhất đi,
thì 8 giờ mới xong công việc thì rõ chưa? Rõ. Thế người ta hỏi là nếu mà một mình người thợ thứ hai làm thì sau bao lâu xong công việc đó? Thì có hiểu là bài toán đã hỏi gì đã rõ hiểu chưa? Rõ. Rồi, thế bây giờ quy ước toàn bộ công việc là đơn vị được chưa? Rõ chưa này chưa? Rõ. Thế bây giờ hai người cùng làm thì trong 5 giờ xong việc, 1 giờ cả hai người cùng làm thì bằng 1 trên 5 bằng 1/5 công việc, rõ chưa? Rõ. Thế thì 1 giờ thì người thợ cả làm được lấy 1 chia 8 bằng 1/8 công việc, rõ chưa? Rõ. Thế hai người làm được 1/5, một người làm được 1/8 thì người còn lại sẽ làm được, ta lấy 1/5 trừ 1/8 bằng 3/40 công việc, rõ chưa? Vâng. Thế thì tiếp tục ta tìm thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc đó, lấy 1 chia 3/40 bằng 40/3 giờ, hiểu chưa? Rồi. Chắc là con chưa rõ cái chỗ mà 40/3 giờ đổi ra 3 giờ 20 phút đúng không? Đúng rồi. Thì ta lấy là cách làm này, ta lấy 40 chia 3 bằng bao nhiêu? Bằng 13 đúng không? Và dư 1 đúng chưa? Đúng không? Vâng. 1 này là 1/3, nó chính bằng 13 và 1/3 giờ. Hiểu không? Vâng. 1/3 giờ chính bằng 20 phút đúng không? Đúng rồi. Thế thì bằng 13 giờ 20 phút dễ hiểu không? Rồi ạ. Đấy, con thấy thầy dạy thú vị chứ? Thú vị. À, ok rồi, tốt rồi. Các bạn đã hiểu hết rồi chứ? Rồi ạ. Chưa hết đâu, bây giờ là phương pháp các bước giải. Viết cho thầy các bước giải. Thì viết cho thầy các bước giải như sau này. Bài toán công việc chung, công việc riêng thì nói về cùng một công việc hoặc nhưng mà có hai hoặc nhiều hơn hai đại lượng tham gia. Thì các bước giải các bạn chỉ cần viết cho thầy cái phần đóng khung thôi. Các bước giải này, thì bước 1 chúng ta sẽ đi tìm quy ước cái đại lượng đó là đơn vị, nó là công việc cần hoàn thành hoặc là quãng đường cần đi hoặc là thể tích của bể nước. Nó sẽ là như này nhá. Hoặc có thể là đó, nó có thể là quãng đường cần đi hoặc là thể tích của bể nước. Thì bước số 2 là tính số phần công việc riêng trong 1 giờ. Bước 3 là tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ. Và bước thứ 4 là tính thời gian làm chung để hoàn thành công việc đó. Đọc lại cho thầy. Hùng bật camera lên Hùng. Đọc lại cho thầy các bước giải. Xin mời bạn Phùng Tuấn Kiệt. Con thầy con đọc bước 1 quy ước một đại lượng như công việc cần hoàn thành quãng đường cần đi để thể tích của bể nước là đơn vị. Bước 2 tính số phần công việc làm riêng trong 1 giờ. Bước 3 tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ. Bước 4 tính thời gian làm chung để hoàn thành công việc đó. Viết về đề, thầy đang thấy bạn Vượng viết rồi, Huy Hoàng viết rồi. Huy Tuấn viết rồi, Khánh Nam viết rồi, các bạn khác cũng viết về đề, tất cả phải viết vào nha. Bởi vì kiến thức này là kiến thức đỉnh cao. Ở trong chương trình không có đâu. Mà ở ngoài kia cũng không có đâu. Chỉ có trong lớp toán tư duy này các con mới được học thôi.
Bảo Ngọc đang viết rồi, Thanh Trúc viết rồi. Xong Ngọc viết rồi, các bạn viết vào đây nha. Tất cả viết vào đây. Em viết xong rồi thầy. À, bạn Ánh Minh viết, kỹ năng viết rất là nhanh, thầy khen Ánh Minh nha. Em viết xong rồi. Ừ, rồi tốt, bạn nào viết xong rồi comment cho thầy chữ ý xỉ. Mà thầy cũng chụp luôn cái này lên trên nhóm cho các bạn để tiện nha. Thầy chụp luôn cả cái ví dụ 3 nữa thầy. À, ví dụ 4 chụp luôn à? Ví dụ 3 ấy. Em là tác giả nhưng em cho kịp chép đề bài. Ok, được rồi. Sẽ chụp hết luôn nha. Ví dụ 3 thầy gửi rồi, chỉ có ví dụ 4 rồi. Đây, chụp cho ví dụ 4 nữa. À, ok, rồi thầy gửi lại cho nha. Rồi thầy gửi lại cho. À, tất cả đã được gửi lên. Ok, cho thầy hỏi là các bạn đã rõ bài học ngày hôm nay chưa? Rõ rồi, gật đầu cho thầy. Ok,